Các nhà khoa học Nhật Bản xác nhận đã thực hiện thành công các ca cấy ghép tấm tế bào mô cơ tim cho bệnh nhân. Đây chính là mô hình trái tim sống 3 chiều đầu tiên trên thế giới, được tạo ra từ công nghệ tế bào gốc đa năng cảm ứng, có thể tạo nhịp đập như trái tim thật. Đây là một trong những công trình khoa học mới nhất của công nghệ y học tái tạo. Các nhà khoa học Nhật Bản đã sử dụng vật liệu và công nghệ sinh học kết hợp với các tế bào mô cơ sống để tạo thành tấm tế bào cơ tim có nhịp đập. Năm 2020, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Sawa đứng đầu đã lần đầu tiên cấy ghép thành công các tấm tế bào cơ tim cho một bệnh nhân. Tính đến năm ngoái, nhóm đã phẫu thuật thành công cho 8 bệnh nhân và tất cả những người này tới nay đều đã bình phục. Tiến sĩ Sawa Yoshiki cho biết, chi phí tạo ra bản mẫu cơ tim đầu tiên vào khoảng 93.000 đô la Mỹ, rẻ hơn so với một ca cấy ghép tim thông thường là khoảng 1.200.000 đô la Mỹ.